Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Thưa các bạn, chắc hẳn trong chúng ta thì ai cũng luôn đặt câu hỏi rằng là sâm tươi Hàn Quốc thì để được bao lâu đúng không ạ? Và trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giải thích tới các bạn. Ở khi vận chuyển sâm từ Hàn Quốc về Việt Nam thì nhân sâm Hàn Quốc thường sẽ được là đóng hộp, nguyên củ cả rễ đất. Vì vậy thì nhân sâm vẫn rất là tươi. Tuy nhiên thì nếu khi chúng ta mua sâm về thì nếu như để ở nhiệt độ bên ngoài trời bình thường thì chỉ để được từ 2 cho đến là 3 ngày Cùng với đó nếu người sử dụng sâm vì sợ sâm hỏng nên tăng liều lượng dùng sâm lên cao Thì sẽ gây ra những tác hại đối với cơ thể Vì vậy để giải quyết vấn đề này thì người tiêu dùng cần phải biết bảo quản sâm Hàn Quốc lâu dài và dưới đây sẽ là những cách bảo quản nhân sâm tươi Hàn Quốc mà Kiều Anh chia sẻ tới các bạn. Thứ nhất thì chúng ta có thể là bảo quản nhân sâm tươi trong tủ lạnh. Nếu như bạn muốn bảo quản sâm tươi trong tủ lạnh được lâu thì nhân sâm tươi Hàn Quốc khi mua về bạn nên rửa sạch. Tất nhiên là bạn không được cho vào nhân sâm vào nước để rửa mà phải dùng một miếng vải bông sạch hoặc là bàn chải uh, mềm sạch nhẹ nhàng lau hết đất cát bụi bẩn bên ngoài. Uh, chúng ta nên nhẹ tay để tránh làm nhân sâm Hàn Quốc bong mất lớp da phía ngoài. Uh, chúng ta nên để thật ráo nước rồi cuốn trong tờ giấy cho vào túi bóng rồi để vào tủ lạnh. Uh, như vậy thì chúng ta sẽ bảo quản được nhân sâm tươi. Và khi muốn sử dụng thì chúng ta có thể là lấy từng củ ra, thái lát mỏng rồi lại cất phần chưa sử dụng vào tủ lạnh để tránh bị hỏng sâm. Với cách bảo quản như thế này thì sẽ giúp cho sâm của bạn để được từ 7 cho đến là 10 ngày. Cách bảo quản nhân sâm tươi trong tủ lạnh chính là một cách bảo quản đơn giản, tuyệt vời mà vẫn giữ được nguyên hương vị của củ nhân sâm. Thứ hai, chúng ta có thể là bảo quản nhân sâm bằng cách rang hoặc là sấy khô hiệu quả. Một cách bảo quản nhân sâm là bằng cách sấy khô sâm tươi À, với cách này thì sẽ giúp cho chúng ta bảo quản nhân sâm tươi được lâu hơn, rất hiệu quả nhưng lại rất cầu kỳ vì phải làm đều đặn thường xuyên và nên thay chất hút ẩm thường xuyên để nhân sâm không bị mốc. À, bạn có thể rang hoặc là sấy khô nhân sâm tươi ở nhiệt độ từ 40 cho đến là 70 độ rồi bỏ nhân sâm hàn quốc vào trong lọ có chất hút ẩm và bịt kín lại. sau 20 cho đến là 30 ngày thì chúng ta nên kiểm tra lại lọ nhân sâm xấy. nếu như chúng ta lắc lọ và kêu không giòn thì chắc chắn rằng sâm của chúng ta đã bị ẩm, chúng ta nên thay ngay chất hút ẩm hoặc là làm khô bằng chất hút ẩm. Thường thì sau một tháng thì chúng ta nên thay chất hút ẩm một lần. Thứ ba, chúng ta có thể bảo quản nhân sâm bằng cách là ngâm mật ong. Ở đây thì là một trong những cách bảo quản củ sâm tươi tuyệt vời, làm sâm không bị mốc, vì mật ong thì được coi như là một chất bảo quản tự nhiên, không hóa chất. Và sự kết hợp từ mật ong thì đem lại hiệu quả cao trong chữa bệnh cũng như là làm đẹp. Nhân sâm ngâm thái lát mỏng ở rồi chúng ta ngâm cùng mật ong để chống mối mọt. Với cách như thế này thì chúng ta có thể bảo quản thời gian rất lâu so với là bảo quản lạnh mà không sợ bị giảm chất lượng sâm. Cách bảo quản sâm tươi ngâm mật ong này thì rất tốt cho sức khỏe, vừa giúp bảo quản nhân sâm không tiếp xúc với không khí, ở chống ẩm cũng như là chống ẩm mốc rất tốt, lại vừa giữ cho nhân sâm không bị biến chất lại có thể là vừa là thuốc bổ cho chúng ta. Thứ tư, ngâm rượu sâm. Ở ngâm rượu sâm thì là một trong những cách bảo quản nhân sâm tươi Hàn Quốc mà cánh đàn ông thường sử dụng. Cách bảo quản sâm tươi như thế này thì được lâu hơn Nếu như chúng ta muốn bảo quản sâm tươi được lâu Thì rượu ngâm sâm phải là rượu nếp trắng Có nồng độ cồn cao, trong suốt Cũng như là uống rượu, không đau đầu Loại nhân sâm cũng dùng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi Dễ phụ to mới là hàng tốt Rượu sâm khi chúng ta ngâm 10 ngày Sẽ lên màu vàng óng Cũng như là uống sẽ có cảm giác ngọt mát đặc biệt Để sâm có thể là có được màu vàng óng đẹp Thì uống vào có vị thơm thì chúng ta nên phơi hoặc là sấy nhân sâm để làm mất bớt hơi nước. Sau đó thì chúng ta có thể là tầm với một số vị thuốc khác thì sẽ dẫn thêm chất kích thích cơ để hiệu quả hơn. Vâng, với những cách bảo quản nhân sâm tươi tốt nhất như kiểu anh vừa chia sẻ trên đây thì không chỉ giúp cho nhân sâm chống được những ảnh hưởng do tác động của thời tiết mà còn giúp cho việc giữ được những tính chất tốt trong sâm cũng như là những chính tính chất quý báu để đưa vào sử dụng một cách hiệu quả hơn. Và hy vọng với những cách này thì các bạn có thể là áp dụng được vào cuộc sống hàng ngày. Ở ngoài ra nếu như các bạn muốn sử dụng sâm nhưng chưa biết mua sâm ở đâu để có thể là an tâm sử dụng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình dùng và mua được những củ sâm tươi tốt nhất chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nhân sâm tươi đến từ Hàn Quốc. Hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kèo Anh xin chào và hẹn gặp lại.